kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 27 tháng 2 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh đang suy yếu và lệch đông, trong khi đó vùng áp thấp nóng ở phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng lại. Do vậy, trong hôm nay và vài ngày tới, thời tiết tại các tỉnh thành ở khu vực phía Tây Bắc Bộ không có nhiều biến động, vẫn phổ biến có mưa vài nơi, tập trung vào đêm và sáng. Nhiệt độ thời điểm này dao động từ 17 cho tới 21 độ. Còn ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 24 đến 27 độ, riêng mỏm Tây Bắc nhiệt độ lên tới 28 đến 32 độ. Trong khi đó, ở phía Đông Bắc Bộ, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt, bởi từ đêm nay và sáng ngày mai 28 tháng 2, không khí lạnh được tăng cường yếu và lệch đông, nên các tỉnh ở tại khu vực vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng các tỉnh ven biển và ở tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Tuy nhiên, đến trưa chiều, khu vực đồng bằng có thể hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày vẫn phổ biến ở ngưỡng từ 21 cho tới 24 độ. Từ ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 3 thì mưa có xu hướng giảm hơn, nhưng vào đêm và sáng thì hiện tượng sương mù vẫn có thể xuất hiện, tập trung ở tại khu vực ven biển phía Đông và ở tại vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ cũng có xu hướng tăng chậm dần mỗi ngày, cao nhất vào ban ngày ở mức từ 22 đến 25 độ. Đến với khu vực Trung Bộ, không khí lạnh không có nhiều tác động đến khu vực, nên trong ngày hôm nay và ngày mai, tại các tỉnh phía Bắc của khu vực, đêm và sáng trời nhiều mây, chỉ còn lác đác những cơn mưa nhỏ. Đến trưa chiều trời tạnh ráo, có nắng với cường độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Mức nhiệt cao nhất ban trưa phổ biến là từ 23 đến 31 độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 29 cho đến 33 độ tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Từ ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 3, mưa sẽ giảm hẳn vào đêm và sáng tại phía Bắc khu vực. Toàn miền có nắng nhiều hơn, với mức nhiệt cao nhất ngày có xu hướng tăng lên tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, dao động trong khoảng từ 24 đến 31 độ. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất ngày ổn định trong khoảng 29 cho đến 33 độ. Thời tiết nhìn chung không gây cản trở cho các hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân. Đến với khu vực Tây Nguyên, trong những ngày tới, thời tiết phổ biến không mưa, cường độ nắng mạnh hơn vào trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất ngày chủ yếu dao động từ 30 đến 33 độ. Cùng với khu vực Tây Nguyên, các tỉnh thành thuộc Nam Bộ vẫn là khu vực có thời tiết duy trì ổn định nhất trong 3 ngày tới. Trạng thái khô ráo và có nắng nhiều vẫn là tiết trời chủ đạo. Không những thế thì nắng nóng còn có khả năng xảy ra cục bộ ở một số nơi thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ. Và nhiệt độ cao nhất ban trưa phổ biến là từ 31 đến 34 độ, có nơi còn cao hơn. Đồng thời mang đặc trưng của thời tiết mùa khô, do vậy độ ẩm trong ngày khá thấp. Độ ẩm trưa chiều tại đây chỉ phổ biến trong khoảng là từ 45 cho tới 60%. Cùng với đó là nắng có cường độ mạnh nhất trong khoảng thời gian này, nên quý vị lưu ý bổ sung đủ nước và khoáng chất cho cơ thể khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 24 đến 32 độ. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày mai đêm và sáng nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 3, đêm và sáng nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ, rải rác, tập trung tại các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới dao động là từ 21 cho tới 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng trong ngày 28 tháng 2, phía Bắc đêm và sáng nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ngày là từ 23 cho tới 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới có mưa vài nơi vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 29 đến 33 độ. Ở khu vực Tây Nguyên, những ngày tới, mây thay đổi, phổ biến không mưa ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất ban trưa ổn định trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Ở khu vực Nam Bộ, trạng thái thời tiết chủ đạo trong 3 ngày tới vẫn phổ biến là không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Ở thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới đêm và sáng nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 21 đến 25 độ. Ở trên biển, khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, những ngày tới thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông có cường độ trung bình, phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Tại khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển,
huyện đảo Trường Sa, 3 ngày tới thịnh hành là gió đông bắc với cường độ mạnh cấp 3, cấp 4. Thời tiết phổ biến không mưa, tầm nhìn xa khá tốt, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như đánh bắt hải sản của bà con ngư dân ở trên vùng biển này. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.